Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách vẽ cột áo sơ mi cơ bản. Khi mà mình có được vòng cổ đo được là 20,5 thì mình gấp đôi liền mất kẻ hai đường thẳng ký hiệu H1, H2 cách nhau ra để tăng thêm. Lấy trên đường T1, T2 theo vòng cổ đo được trừ 0,5 phân. Vòng cổ đo được 20,5 trừ 0,5 được 20. Lấy trên 1 phân được 20. Chia đôi tiếp để được nói. Vẽ các đường thẳng vuông góc từ điểm 20 và 10. Mình sẽ vuông góc với đường H1. Bởi vì H1, H2 song song với nhau, chúng ta các đường cũng vuông góc với H2. Tại các điểm 20, ta lấy lên 1,5 phân. Sau đó đánh cong 3 cm liền. Đường cong phía trên mình lấy vào 3 cm. Chia đôi được 1,5. Mình nối điểm 1,5 với điểm đi lên 1,5 trên đường của H1. Sau đó mình nối cong với điểm 3 cm. Kẻ một đường thẳng song song với H2 tại điểm 1,5. Với điểm 1,5 đây, thì kẻ đường thẳng song song với H2. Kẻ tiếp một đường thẳng song song với đường thẳng của kẻ cách 1 cm. Mình sẽ vẽ bên trong đường chia đôi. Kẻ tiếp một đường thẳng song song với đường thẳng vượt kẻ. Đây là này mình đặt đây ra.
cách 4 cm. Mình kẻ một đường song song với hát 3 cách 4 cm. Tại điểm 1,5 kéo ta chết tuyến đường 20, độ dài tùy ý. Cách tuyến đường 20 nối điểm cắt với đường 4 cm thành công. Phải xong rồi sao? Rồi dạ quá. Nhưng mà đủ lâu rồi. Mình nối điểm 1 cm trên đường hát 3 với điểm 1,5 để không. Mình sẽ cắt theo độ ứng. Sơ mi cơ bản của đất nhật trời. Đây phần phẳng đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công.